ngày mà bắt đầu mà đã hủ thai rồi là cái ngày lúc đó là chồng em đang ở trên bệnh viện là đang phẫu thuật luôn. Xong cái là lúc đầu là cũng khám này kia, cũng tư vấn của bác sĩ này kia, là sợ là sẽ ảnh hưởng, bác sĩ mới theo dõi này kia. Lúc đó là kiểu mà mới có hủ thai thôi, bé nó chưa có nó chưa phát triển nhiều nên nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì mấy. Cuối cùng bé theo dõi thì tới nay là ấy, là bác sĩ nói là ok, bé ổn, là không có gì lạ. Chứ khi mà mình báo với lại bố mẹ mình hay là những người bạn bè của mình thì mọi người như thế nào? Ba mẹ hai bên nó hiện nghe vậy là cũng vui hạnh phúc lắm. Tại vì lúc đầu là nếu mà nghĩ em là người chuyển giới nữ là sau này là sẽ không có con, là cũng ba mẹ cũng mời khuyên này kia là làm con trai đi để sau này cưới vợ sinh con này kia. Nhưng mà cuối cùng thì đâu cũng vào đấy, nhưng mà cuối cùng mình cũng giống như là mình cũng thực hiện được một phần cái chữ hiếu của mình, để ước nguyện của bố mẹ mình. Minh Anh ơi, em rất là lời luôn. Em vừa có được chồng mà lại chồng lại mang thai rồi lại sinh con rồi này. Không phải làm gì cả. Không làm một cái gì hết, chỉ cần làm vợ làm đẹp thôi đó. Có nghĩa là càng ngày càng rất là đẹp. Chào mừng quý vị các bạn, và hôm nay chúng ta đến với một địa điểm rất là đặc biệt, đó là bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh, để chào đón hai vị khách rất đặc biệt đã từng có mặt ở một trong những tập đầu tiên của chương trình Come Out. Và sau một quãng thời gian rất dài như vậy, chúng ta hãy cùng xem cuộc sống của họ đã có gì thay đổi nhé. Bây giờ thì mời mọi người theo Tuân. Ủa, chào em. Chào. Khỏe không? Dạ khỏe. Nếu như nói về Việt Nam thì hiện tại em là người đầu tiên. Tháng 3 vừa rồi á, là em vừa tròn 3 năm sử dụng hormone thì bắt đầu em lại dừng. Và chờ tới chu kỳ kinh nguyệt con nó cũng tới luôn. Nhưng bác sĩ mới nói rất là khó để có con. Có con được rồi thì rất là khó để giữ. Em là người chuyển giới nhưng mà em mang thai. Em vẫn chấp nhận đau để sinh thường. À, thấy có gì để mới mới đó. Hôm nay là mới thiệt. Anh bất ngờ quá. Ủa em, cái này là mình bao nhiêu tháng rồi? À, hiện tại thì đã được 7 tháng một tuần rồi anh. 7 tháng một tuần? Dạ đúng rồi. Vậy là còn hơn 2 tháng nữa là mình... Tầm 2 tháng nữa. 2 tháng nữa. Wow. Trời ơi, anh thật sự rất là bất ngờ, mà anh nghĩ là khán giả cũng sẽ bất ngờ khi thấy em như vậy luôn á. Tại vì mọi thứ mới quá. Giống như là mọi người mới gặp em ở đây, ở trên chương trình xong bây giờ thì như thế này rồi. Bây giờ mình lên xe đi, để mình tìm một cái chỗ nào đấy riêng tư hơn và yên tĩnh hơn để mình chia sẻ nhiều câu chuyện hơn nhé. Rồi ok. Cái hôm mà em gặp anh ở Thôi Nôi của chị Chi là được 4 tháng mấy năm tháng. Ủa, rồi không thấy gì hết. Em đi quay phim cho chị Thảo mà còn chị Thảo còn đâu biết đâu. Thôi Nôi chị Chi mới có hình như có 3 tháng à. Mà tháng mấy, 4 tháng. Mà hai đứa ghê thật, cái hôm mà anh gặp em ở Thôi Nôi á, cái anh mới hỏi là ủa em, như là em bảo là em mới phẫu thuật. Đúng rồi, mới phẫu thuật. Ừ, là, chứ em không hề nói là đúng rồi, em chị em nói chung là cô bé là em định giấu. Xác nhận là ổn định hết rồi, bé khỏe này kia, tất cả mọi thứ em bắt đầu mới công khai. Cái đấy anh thấy mọi chuyện nó như mới một giấc mơ hôm qua. Anh mới được gặp bọn em năm ngoái. Ừ. Cái này là năm rồi đó anh. Ừ, một năm rồi nhưng mà tất cả là rất khó nha. Đúng tại rồi. Vì một cái cặp đôi ở trong cộng đồng của mình á, thường người ta sẽ có con nuôi hoặc là người ta thụ tinh nhân tạo. Đúng rồi. Chứ rất là khó để có được một đứa con đúng nghĩa là con chung của hai người. Đúng rồi. Nếu như một cặp lesbian thì họ sẽ chỉ là một con cũng một trong hai người, hoặc là đúng một rồi. Cặp gay thì cũng như thế, nhưng mà phải người nhờ người mang thai hộ, hoặc là một cặp chuyển giới thì cũng phải nhờ người mang thai hộ. Nhưng mà riêng hai chồng em, cái này là nói chung là cái em cũng không có suy nghĩ là em sẽ là người mang. Nhưng mà từ khi mà cưới Minh Anh á, bắt đầu em có một cái suy nghĩ là lúc đó là hai vợ chồng xem chương trình Khi Đàn Ông Ăn Bầu. Em mới tìm tòi trên mạng thì em mới xem thì tình cờ mới thấy bài báo của một người ở Mỹ thì cũng với nam, người ta mới lấy vợ là một người nữ bình thường luôn, nhưng mà người đó bị vô sinh không sinh được, thì quá ham con cho nên anh ấy mới mang thai cho vợ. Ở cái người đấy là người mang bầu đầu tiên trên thế giới. Đúng rồi, đúng không? Vậy em là thứ hai. Nếu như tính ra thì em thứ hai. Còn nếu như nói về Việt Nam thì hiện tại em là người đầu tiên. Nhưng mà chắc có thể là sau này nếu như mà em thành công trong cái vấn đề này thì em sẽ liên kết với bệnh viện để hỗ trợ cho những bạn mà
có hoàn cảnh giống như mình mà ham muốn có con. Để thụ tinh nhân tạo thì bắt đầu em sẽ hỗ trợ cho các bạn chi phí một phần nào đó. Em sẽ ký hợp đồng với bệnh viện. Thay vì thì ví dụ như là tổng chi phí là 50 triệu hay 100 triệu gì đó, thì khi mà các bạn có đủ điều kiện là thứ nhất là gia đình cho phép sống chung với người yêu của mình, hoặc là kết hôn một cách công khai giống như vợ chồng em. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cả hai đều ham muốn có con và yêu baby. Em á, là một cái người chuyển giới nam. Dạ, thì đương nhiên em sẽ tiêm hormone nam. Đúng rồi. Và cái việc đó nó có ảnh hưởng tới sức khỏe của em cũng như là của em bé không? Cái đó là cái vấn đề em rất là lo sợ, cho nên nó cũng là cái lý do chính thức mà em không có công khai bé. Tại vì em cũng sợ, thứ nhất là khi mình em đã sử dụng hormone đúng 3 năm, ngay cái ngày mà em phát hiện có em bé lại là cái ngày em bước lên giường mổ để thực hiện ca đại phẫu thuật chuyển giới của mình. Thì trong đó là nó có thuốc mê, thuốc tê, thuốc kháng sinh và thuốc kháng sinh của những ngày sau đó để phục hồi. Thì em rất là sợ sẽ ảnh hưởng, thứ nhất là dị tật cho bé, thứ hai là bé sẽ không phát triển được như những người bé bình thường. Có một bác sĩ bác theo dõi em trong suốt quá trình mà từ ngày em mới có baby được 2 tuần tuổi thôi, là cứ 2 tuần em đi thăm khám, 2 tuần em đi thăm khám tất cả mọi thứ. Rồi đến tận ngày hôm nay thì bé phát triển cân nặng bình thường, ngoại hình bình thường hết. Anh thì không, đương nhiên là anh sẽ không dành cái việc là mang thai là như thế nào như nào, nhưng mà anh thấy các bà mẹ là kiểu hay đi khám tiền thai kỳ để xem con mình như thế nào, nhưng mà chắc là em còn cực hơn nhiều, tại vì em phải khám thường xuyên hơn nữa. Nếu như những người mang thai bình thường thì sẽ là 1 tháng, 2 tháng, hoặc có khi là thậm chí là 3 tuần, 4 tuần, thì những cái tuần đó là để người ta làm, chỉ làm xét nghiệm này xét nghiệm kia thôi. Còn em thì em mỗi 1 tháng như vậy là em sẽ đi 2 lần. Cái vấn đề ủng nghén khi mà mình mang thai em có khó khăn gì không? Nói chung ủng nghén thì em không hề. Nếu như mà ai theo dõi cái quá trình của em hoạt động trong vòng 1 năm qua thì chắc không ai nghĩ là em đang có mang đâu. Đúng. Em đi những show thiện nguyện, em đi tham gia của những show của cộng đồng, thậm chí có lúc em phải đi công tác ở Hà Nội. Không ăn uống được gì, do cái đồ ăn ở đó nó không có hợp khẩu vị với mình. Còn ngoài ra là không hề ốm nghén luôn. Và còn một số người mà biết em đang mang thai thì lúc nào cũng ví em như một con kangaroo. Đi đâu cũng mang con theo bên mình mà rất là ok, không có một chút ốm ngán hay ói mửa như này kia. Ngược lại cái là có thể là cái xương sống dưới tay chân mình có tê, nó nhức hơn rất là nhiều, tại vì cái nội tiết tố của mình không đủ để đáp ứng cho bé. Trong người em là hiện tại bây giờ là hormone nam đã chiếm hết 80%, cho nên em nuôi bé bằng cái hormone nam của đàn ông chứ không phải bằng nội tiết tố của nữ. Sao nó có thể kỳ diệu vậy không? Nhưng mà cái việc đó nó có ảnh hưởng gì đến bé không? Hay là nó có để lại cái tác hại gì cho con của mình không? Tại vì nó rất là khác với lại những cái điều tự nhiên. Nó không có ảnh hưởng gì hết. Lúc đầu em cũng sợ, nhưng mà sao hiện tại những gì mà em thăm khám trong cái những tháng vừa qua thì bé vẫn hoạt động, bé vẫn phát triển bình thường hết, không có gì hết. Chỉ có cái là mình hơi mệt so với những bà bầu truyền thống thôi. Trước kia em đã từng có ý định là em mang bầu chưa, hay là cái này là trời cho sao mà mình giữ luôn? Trước khi quen Minh Anh á thì em không hề. Tại vì lúc trước khi em quen Minh Anh, em quen con gái thẳng. Thì khi đó là em, thứ nhất là em muốn chuyển giới, là vì em sợ cái áp lực là phải làm dâu rồi mang bầu này kia tất cả mọi thứ. Cái thứ hai nữa là cái giới tính em nó không phải như thế. Nhưng mà sau khi mà cưới Minh Anh về rồi, lại thấy được một người đàn anh đi trước mình như thế nữa, bắt đầu là thôi thúc em, người ta làm được mình sẽ làm được. Cặp của Nguyên và Khang là một cái cặp rất đặc, có nghĩa là nó đặc biệt trong những cặp đặc biệt. Thì trên giấy tờ á, thì em vẫn là giới tính nữ và Minh Anh vẫn là giới tính nam. Thì khi mà em sinh ra, nếu như hiện tại bây giờ tụi em sinh trong năm nay, thì giấy tờ nếu làm giấy khai sinh bây giờ, trên giấy tờ em sẽ là mẹ và Minh Anh sẽ là ba. Nhưng mà thực tế thì em nghĩ là cái cách mình dạy con sẽ đủ nhận thức được ai là cha ai là mẹ. Tại vì khi mà mình đối xử với con mình bằng cả một tình thương, mình làm tất cả mọi thứ vì con, mình hy sinh vì con, thì ai là cha là mẹ chẳng quan trọng nữa. Bây giờ quay về với Minh Anh đi. Khi mà em nghe chồng là người thông báo cho em đúng không? Dạ đúng rồi. Thì khi mà em nghe cái tin đấy em cảm giác như thế nào? Nói chung là em cũng vui, cũng mừng. Tại cái đó là cái dự định của mình lâu rồi, nhưng mà cuối cùng là nó cũng thực hiện được. Nhưng mà em có lo? Cũng lúc đầu cũng có lo, tại vì theo cái ngày mà trước đó của người ta, có ngày mà bắt đầu mà
đã hủ thai rồi, là cái ngày lúc đó là chồng em đang ở trên bệnh viện là đang phẫu thuật luôn. Xong cái là lúc đầu là cũng khám này kia, cũng tư vấn của bác sĩ này kia, là sợ là sẽ ảnh hưởng, bác sĩ mới theo dõi này kia. Lúc đó là kiểu mà mới có hủ thai thôi, bé nó chưa có phát triển nhiều nên nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì mấy. Cuối cùng bé theo dõi thì tới nay là ấy, là bác sĩ nói là ok, bé ổn, là không có gì lạ. Chứ khi mà mình báo với lại bố mẹ mình hay là những người bạn bè của mình thì mọi người như thế nào? Ba mẹ hai bên nó thì nghe vậy là cũng vui hạnh phúc lắm. Tại vì lúc đầu là nếu mà nghĩ em là người chuyển giới nữ là sau này là sẽ không có con, là cũng ba mẹ cũng mời khuyên này kia là phải làm con trai đi, để sau này cưới vợ sinh con này kia. Nhưng mà cuối cùng thì đâu cũng vào đấy, nhưng mà cuối cùng mình cũng giống như là mình cũng thực hiện được một phần cái chữ hiếu ước của nguyện, mình để ước của nguyện của bố mẹ mình. Minh Anh ơi, em rất là lời luôn. Em vừa có được chồng mà lại chồng lại mang thai rồi lại sinh con rồi này. Không phải làm gì cả. Không làm một cái gì hết, chỉ cần làm vợ làm đẹp thôi đó. Có nghĩa là càng ngày càng rất là đẹp. Nói chung là chồng gánh hết tất cả cho em luôn. Là lúc đầu là chỉ là dự định là hai người là sẽ sinh con nuôi á, chứ không có dự định là để chồng sẽ mang thai đâu. Nhưng mà cuối cùng mới lại là dù gì con của mình có thể làm được như vậy, và dù gì con của mình thì nó sẽ gần gũi nhiều, nó sẽ gần gũi với mình hơn, và cái tình cảm nó sẽ kháng khích hơn. Em lúc nào em cũng suy nghĩ trong đầu là một người con trai á thì chỉ đi làm kiếm tiền rồi quen bạn gái rồi cưới về, rồi những chuyện khác là chuyện đó của vợ. Nhưng mà bây giờ là ngược là hoàn toàn luôn. Đồ em cũng giặt, nhà em cũng dọn quét nhà, lau nhà, rửa chén, phụ vợ giặt đồ, tất cả mọi thứ. Chỉ cần mà mình kêu vợ làm đi, cái mình thấy bả lay quay bả chưa kịp làm, thôi để anh làm luôn cho. Rồi tiếp theo, sau việc mà em sinh con xong là bắt đầu tới cái dự án là em sẽ cho bả phẫu thuật, là cho Minh Anh thực hiện ca đải phẫu thuật luôn. Là còn là có con rồi thì mình dạ đúng có rồi thể làm. Có nghĩa là trong năm nay em sẽ cố gắng để hoàn thiện xong hết những cái vấn đề này chưa làm được. Ừ, là nghĩa là sẽ trở thành một gia đình hoàn chỉnh. Dạ đúng rồi, em muốn một gia đình hoàn chỉnh như vậy, để khi mà có bé rồi, bé sẽ lớn lên trong cái sự giống như trong cái ánh mắt của bé là vẫn là một gia đình bình thường, để bé sẽ không phải chịu áp lực bất kỳ từ xã hội bên ngoài. Ừ, mình vào đi. Dạ, cho em xin phép lấy phòng cho hai bạn. Em cảm ơn chị. Rồi, đi nha. Rồi, đi nào. Ủa, 4 ly. À đây này. Ai mở cửa sẵn rồi. Là trước đấy khi mà mình quan hệ với nhau á, là hai vợ chồng không có biện pháp an toàn hay là mình cố tình thả để cho nó có như vậy? À, có nghĩa là hồi tháng 3 vừa rồi á, là em vừa tròn 3 năm sử dụng hormone thì bắt đầu em lại dừng và chờ tới chu kỳ kinh nguyệt như người con gái bình thường là em mang thai. Cái đó là cái kế hoạch của hai vợ chồng, nhưng mà đợi tầm 3 tháng nhưng mà chưa thấy gì hết. Tại vì khi mà bác sĩ nói là mình dừng hormone á thì tầm nó dao động từ khoảng 5 tháng trở lên nó mới đồng mới có kinh nguyệt lại. Cho nên là em mới thấy 3 tháng rồi mà nó vẫn chưa có cái gì hết. Em mới nói với bà xã là thôi bây giờ quyết định là phẫu thuật trước. Rồi bắt đầu ngưng hormone luôn, đến khi nào có con thì thôi. Thì vô tình là mình vừa hoàn thành xong cái việc phẫu thuật của mình. Lúc đó thì con nó cũng tới luôn. Cho nên là hai cái dự án nó cùng tới một lượt. Cho nên là mình đón nhận luôn. Khi mà mình quyết định ngưng hormone hay là mình thả để quyết định có thai ấy, thì trước đó mình có nói với gia đình về cái chuyện đó chưa? Em không nói. Tại trước khi mà em xác định là em dừng hormone á để có con thì em có gặp bác sĩ ở bên khoa sản. Bác sĩ mới nói với em là rất là khó để có con, và có con được rồi, khi mà thai thụ thai rồi ấy, thì rất là khó để giữ. Tại vì cơ thể của mình nó đã bị biến đổi bởi một cái loại thuốc rồi, cho nên là khi mà có được thì chưa hẳn là sẽ giữ được. Cho nên là em cũng không nghĩ là sẽ đi xa được tới như thế này, cho nên là em cũng không có báo với gia đình. Thì cái lúc mà em được 3 tháng thì lúc đó em mới báo cho ba mẹ em, giống như là ba mẹ Minh Anh biết. Thậm chí ông nội và bà nội em chỉ biết cách đây được khoảng có một tháng hơn thôi.
Và cũng không ai phát hiện gì, tại vì mọi sinh hoạt này kia em vẫn đi, em vẫn đi đầu này đầu đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai là bụng em nó cũng không có lớn so với những người mà có bầu một cách bình thường kia, cho nên là ít ai nhìn nhận thấy lắm. Rồi lúc mà em đi khám thai chắc là em khác với lại những cái sản phụ khác lắm không? Mỗi lần vào bệnh viện á, hai vợ chồng đi vào đi xét nghiệm tiểu đường thai kỳ á, em nạp giấy xét nghiệm để em chờ rút máu. Y tá mới bảo là để giấy đây đi rồi người thân đi ra ngoài, bà bầu ở lại. Vợ em mới quay lưng đi, y tá mới quay qua nói em một lần nữa, người thân đi ra ngoài đi. Em mới nói chị ơi em vào để em xét nghiệm. Chị y tá vẫn không tin. Ủa thiệt hả? Mới nói chị ơi em là người chuyển giới nhưng mà em mang thai. Giờ em có thể cho anh và khán giả xem được một cái bụng bầu kỳ diệu của em một tí xíu được không? Ok đấy. Thiên An đang ở trong đó ha? Đúng rồi. Khi mà đi khám bầu hoặc là đi siêu âm mà bác sĩ mới nói lần đầu tiên mà bác sĩ siêu âm một cái bụng bầu mà lại có lòng bụng. Mình sẽ sinh thường hả? Theo như tư vấn của bác sĩ là sinh mổ. Khi mà đã vô hormone rồi là cái bộ phận sinh dục của nó giống như là nó đã phát triển, nó thay đổi, nó không còn giống như của những người phụ nữ bình thường đó. Nhưng mà em vẫn muốn là sinh bình thường. Đến phút cuối mà em không sinh bình thường được thì lúc đó em mới chấp nhận mổ. Em vẫn chấp nhận đau để sinh thường. Có thai đó thì cái việc quan hệ của vợ chồng mình có phải kiêng cữ gì nhiều không? Hai chồng là dừng hoàn toàn luôn. Trước đó ngày phẫu thuật á thì hai vợ chồng cũng có, nhưng mà tại vì suy nghĩ trong đầu là phẫu thuật rồi nó sẽ rất là đau cho nên là sẽ cử, cho nên là trước phẫu thuật là có, nhưng mà vô tình cái đêm đó là có bé luôn. Em phẫu thuật ngày trước, ngày hôm sau bắt đầu em đi chụp hình quảng cáo rồi. Sức khỏe em nói chung là dồn hết cho công việc lúc đó. Thì nó quá mệt. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là vết mổ này chỉ này kia là phải xả rất là kỹ. Cho nên là không có cho hoạt động nhiều, hoạt động mạnh này này kia. Ngay cái việc mà quan hệ của hai vợ chồng cũng cử từ cái lúc mà em chuẩn bị bước vào phẫu thuật tới lúc nào mà phát hiện có thai luôn. Là bắt đầu từ ngày đó tới ngày hôm nay là 7 tháng rồi, là 7 tháng hơn chứ hả? 7 tháng hơn là hai vợ chồng không có không có ngủ chung luôn. Vậy hai bọn em là hai người chuyển giới nhưng cái việc sinh con là hoàn toàn tự nhiên? Dạ đúng rồi, tại vì ngay từ lúc ban đầu em cũng đã có chia sẻ là em sẽ mang con theo truyền thống, vì hai vợ chồng hiện tại là chưa phẫu thuật ở phần dưới. Cho nên là em muốn là theo cái truyền thống để cho bé tốt nhất có thể. Hai đứa là quyết định là chỉ có một con thôi, cho nên là khi mà có thai được mà biết được bé phát triển một cách bình thường, khỏe mạnh những bé khác thì giữ càng giữ hơn nữa. Rồi mình có định đặt tên cho con là gì chưa mẹ? Ở nhà thì kêu bé là bé chuột. Chuột. Dạ, bé chuột một cái tên cho nó dân dã, tại vì năm nay bé rơi vào năm con chuột. Nhưng mà được một cái là em cũng tuổi chuột, hai cha con đều là chuột hết. Chuột là... lớn chuột nhỏ. Đúng rồi. Rồi bây giờ nãy giờ á, anh thấy em nói chuyện quá nhiều, anh nghĩ là em nên có thời gian để nghỉ ngơi đi. Còn Minh Anh đã giờ ít nói quá, anh bắt cóc em ra đây, anh sẽ tra khảo em một vài câu hỏi để bác em phải nói nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn nhé. Bây giờ anh để cho chồng bầu nghỉ ngơi ở đây. Wow, nghỉ ngơi nhé. Dạ rồi, anh, ok. Bắt cóc Minh Anh một tí. Khang là một cái người mà có nhiều hoài bão cho những cái hoạt động của cộng đồng. Nhưng mà về gia đình đi thì em cũng là người phải chu toàn những việc trong gia đình chứ đúng không? Từ ngày mà Khang mang bầu đó thì cái sinh hoạt vợ chồng em có thay đổi gì nhiều không? Nói chung là công việc nào mà em cảm thấy là em có thể mà giang hòa được, em sẽ tiếp ông xã em là để cho ông xã có nhiều thời gian nghỉ ngơi hôm này kia. Nhưng mà trước kia đó là Khang sẽ phải làm việc đúng không? Để mà kiếm tiền kinh tế cho gia đình. Thì bây giờ cái công việc dưỡng thai, cái quá trình dưỡng thai đó, nó ảnh hưởng nhiều đến công việc chứ. Thì làm sao để mình có thể bù đắp vào cái khoản đấy? Vậy thì anh Khang ấy, thì khi mà biết tin là có thai ấy, thì anh Khang ở nhà nghỉ, còn em sẽ là người mà lao động chính để kiếm thêm thu nhập. Và đó là một, nhưng bây giờ phải làm 10, làm giống như làm gánh luôn cho ông xã em cái phần đó để cho ông xã có thể yên tâm hơn. Anh nghĩ là bọn em phải đánh đổi rất là nhiều. Tại vì Khang ông xã em thương em quá nên
tất cả cái gì của em mà đáng lý là em phải chịu là ông xã sẽ gánh hết cho em luôn. Ngay cả cái việc là em mà ước là có ai làm mẹ là ông xã vẫn hy sinh luôn. Anh thấy phụ nữ khi mà ở trong thai kỳ đó thì người ta tâm sinh lý thay đổi nhiều lắm, là nóng nảy nè, cáu gắt nè, nhạy cảm nè, rồi hay tủi thân nữa. Thì ông xã của em có mắc phải những cái tâm lý đấy không? Dạ cái đó thì em nghĩ là ông xã em cũng có, tại vì nếu mà ai trong cái trường hợp đó thì cũng sẽ như vậy thôi. Tại vì khi mà mình đã giống như là đã mà công khai với mọi người rồi mà bây giờ lại chấp nhận mang thai để cho mang thai vì em thì ông xã còn phải chịu nhiều hơn vậy nữa. Nên em nghĩ là cái việc mà thay đổi tính tình hay là nóng nảy cáu gắt là cái điều mà ông phải tránh khỏi. Chế độ ăn uống dành cho bố bầu nó khác với mẹ bầu như thế nào Minh Anh? Ông xã muốn ăn cái gì cứ ăn thôi, tại vì là khi mà có thai là mình phải ăn, không phải ăn cho mình nữa nhưng mà ăn cho con của mình nữa, nên cứ hèm gì cứ ăn đến. Nên cái chế độ ăn uống thì cũng bình thường, cũng không có khó khăn gì mấy. Với lại em bé nó cũng không có ngán mấy nên cũng không có khó khăn trong cái việc ăn uống. Tuân thay mặt chương trình mời hai vợ chồng đi ăn một bữa tối thật là đầy đủ dinh dưỡng cho bố bầu. Dạ. Thế bây giờ mình đợi Khang nghỉ ngơi xong rồi mình đi. Dạ. Bây giờ thì Tuân đang đứng ở trước nhà hàng Giàu Hào Phúc, là một nhà hàng phục vụ các món ăn Trung Hoa. Và bây giờ thì Tuân xin phép được mời Minh Khang và Minh Anh cùng vào trong để dùng bữa nhé. Bây giờ trong khi chờ đợi món ăn tới thì mình lại ngồi nói chuyện một tí nhé. Khang cưới Minh Anh về trong khi cái tuổi Minh Anh còn quá trẻ, rất trẻ luôn ạ. Mười mấy đúng không? Mười mấy tuổi là cưới về rồi. Thì Minh Anh vẫn có những cái tính cách của trẻ con chứ? Dạ em thì hầu như là đa phần là trẻ con hết. Khi mà có vợ trẻ con như vậy á, thì những cái khó khăn nào mà mình gặp phải không? Khó khăn thì hơi nhiều. Một vài cái là Minh Anh chưa biết cách làm dâu như thế nào, chưa biết cách là chăm sóc chồng như thế nào. Thậm chí cách ghen Minh Anh cũng không biết luôn. Cách ghen Minh Anh cũng không biết. Nhiều lúc á, em cũng hỏi sao mà em thấy người này người kia nhắn tin như thế cho anh, em không ghen. Minh Anh mới trả lời là thì của em là của em chứ mắc gì phải ghen. Đó là trả lời như thế thì nhiều khi em cũng kệ, không ghen thì thôi. Cũng quen dần với cái vấn đề đó. Hai vợ chồng ở xa nhau thì thăm nom nhau như thế nào em? Dạ là cũng có 2 tuần nửa tháng thì lâu lâu chồng về thăm em. Sao em lên thăm chồng? Lười phải không? Nhiều khi em cũng gọi về nó rồi thôi mấy tuần rồi thôi vợ về vợ thăm anh đi. Em chạy xe đường xa cái em chạy xe hơi yếu cho nên là thôi em cũng làm biếng. Với lại không có anh em chạy mình em thấy lâu tới lắm. Thế là thôi cứ 2 tuần phải nê con về. Cứ 2 tuần là hai cha con đèo nhau trên chiếc xe về thăm thôi. Bả đi làm buổi tối. Buổi tối mà làm ở những nơi mà giao tiếp quá nhiều người thì mình ghen thì mình bắt buộc là mình lo chứ, hơn. Phải lo chứ. Còn ai không ghen thì người đó thoải mái hơn. Nhưng mà Minh Anh có cách nào làm cho Minh Khang đỡ ghen không? Nói chung là đi làm á là cứ rảnh là nhắn tin suốt à, có khi vừa làm vừa gọi luôn á. Cứ nên cũng không có khen, cũng không có lo lắm đâu. Nhưng mà nói chung là em luôn cái gì em cũng luôn rõ ràng à, đi làm là gọi quay cho coi à, đi làm như thế nào về nhắn tin hay là chụp là đang ở nhà này kia, rõ ràng thì anh Khang yên tâm hơn. Em lo ở đây á, vấn đề là xe cộ. Cái thứ hai nữa là giờ giấc khuya. Rồi bà này thì đi làm khuya, rồi trang điểm, rồi quần áo. Em sợ hiểu nhầm là gái thật đi. Hiểu nhầm là gái thật. Rồi trong năm nay là trở thành gái thật luôn rồi đó nha Minh Anh. Trong năm nay là gái thật. Cho nên là sinh xong là cho bé chuột theo mẹ. Giữ mẹ luôn. Để ba đi làm được rồi. Hợp lý. Nói mà bà giống như bà nghĩ mình giỡn. Cái nhiều cái mình quạo rồi cự. Dạ em vô tư một cách là vô quá vô tư luôn. Giống như là chồng mình không thích cái đó. Vì mình nói hoài mình không sửa cái ổng giận, ổng quạo, ổng la. Ổng la rồi cái tự ngu giận, tự ổng năn nỉ, tự ổng xin lỗi lại mình. Rồi sau đấy mình vẫn làm tiếp. Đúng rồi. Rồi đến bao giờ mình quyết định về ở chung lại em? Chắc tầm 1 tháng nữa. Tầm 1 tháng nữa. 1 tháng nữa đang bắt đầu về để chuẩn bị cho việc mà chuẩn bị sinh.
rồi sau khi sinh là mình vẫn ở chung lại bình thường. Dạ đúng rồi. Là ở ở nhà, nhà em. Nhà em. Dạ đúng rồi. Đồ ăn lên rồi. Đây giới thiệu cho hai vợ chồng. Đây là một món súp rất là bổ dưỡng dành cho những người ví dụ là sức khỏe yếu hoặc là cần bồi bổ ha. Đấy, còn đây là món thịt nai, tiêu đen sốt kem. Và đây là tôm hùm baby đút lò với phô mai. Thì bây giờ thì mình cùng dùng bữa nhá. Ok. Rồi, mình lên đũa nào. Rồi, á, à, rồi. Rồi. Đấy. Rồi, cảm ơn em. Rồi, ăn đi. Mình ăn. Ăn đi em. Dạ. Đói rồi, ăn đi nào. Mình thử một tí súp nữa đi. Nhá. Đây này. Rồi. Mà ăn dùng. Ừ, ừ, ừ. Hai vợ chồng dùng đi. Rồi, em thử một tí súp đi. Rồi, ok. Rồi, anh thử một tí nhá. Dạ, ok. Ăn dùng nó đi, em dùng đây với bà xã. Cũng được. Cái vị nó hơi lạ. Các bạn thấy món ăn ở đây như thế nào? Ờ, đây là lần đầu tiên em ăn món chung cho nên là em thấy cái vị nó rất là lạ. Ừ. Nhưng mà nó rất là ngon, đậm đà. Món ăn làm rất là bắt mắt. Ừ. Trưng bày rất là đẹp. Chất lượng đó. Đúng rồi. Em nghĩ là ăn này sẽ có rất là nhiều dinh dưỡng này. Anh có nói đó là lần nào anh gặp hai bạn đó, mỗi lần gặp là mỗi lần mới. Lần đầu tiên thì em, vợ chồng em gặp anh Tuân là lúc đó là come out. Đó là lúc đó là hai chồng em bắt đầu là công khai với gia đình về cái giới tính cũng như là cái cuộc hôn nhân của hai vợ chồng. Ừ. Rồi lần tiếp theo đó là em phẫu thuật, thực hiện ca đầu phẫu thuật của mình. Rồi lần này thì gặp anh Tuân là với có một thành viên mới. Nhưng mà em hứa hẹn với anh một lần nào đó em gặp anh thì đương nhiên là một là sẽ có baby đi cùng. Ừ. Hai nữa là vợ em sẽ thực hiện xong tất cả mọi thứ. Ừ. Thì anh cũng thật sự mong cho tất cả mọi cái bước đi của hai vợ chồng á nó đều hoàn thành mỹ mãn hết. Dạ. Tại vì hai bạn em đã vượt qua quá nhiều thứ rồi nên anh nghĩ cũng đã đến lúc mình được gặt hái cái gì đấy gọi là thành quả. Dạ. Cảm ơn hai bạn và hy vọng là lần tới với một show khác hay là một chương trình khác thì có thể gặp lại hai bạn với một gia đình ba thành viên và một người vợ hoàn toàn trở thành một người con gái hoàn hảo là Minh Anh. Rất cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành cùng chương trình và chia sẻ cho tất cả những câu chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.